Hello y'all, welcome to another videos from iOS 4. And today we're going to dive into another episode in the series All About iOS Reading cùng với mình là Miss Kiều Anh đến từ iOS 4. Thì hôm nay cô Kiều Anh sẽ cùng cả nhà đi vào dạng bài tiếp theo, một video tiếp theo trong chuỗi bài giảng All About IELTS Reading. Và cụ thể hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi dạng bài được đón chờ nhất trong bài thi, đó là dạng bài Matching Headings, nối tiêu đề mọi người nhé. Và hôm nay thì ta sẽ bài giảng ta sẽ gồm 4 phần chính, trong đó phần đầu tiên Basic Information, những thông tin cơ bản về dạng bài Matching Headings. Mục số 2 Strategy, là những một số chiến lược trong phần đề thi mà các bạn có thể học. Ok, thứ ba là phần note, một số những cái lưu ý cuối cùng là practice, là một số cái phần ta thực hành để áp dụng kỹ thuật trong phần matching headings mọi nhé. Thì phần đầu tiên thì sẽ cùng đi với nhau. Basic information, những cái thông tin cơ bản về phần thi matching headings. Ok, thì đây là một ví dụ cho các bạn về phần thi matching headings đó, chúng ta sẽ nhìn đề bài nhé. Rồi, câu có đề bài như sau, chúng ta sẽ cùng nhau đọc này. The reading passage on the game of tennis had its paragraphs A to H, write the appropriate number 1 to 12 in boxes 28 to 34 on your answer sheet. Lưu ý một chút cho các bạn đó là gì? Chúng ta có nhiều headings, chúng ta có 12 headings đúng không? Trong khi là chúng ta chỉ có 8 đoạn văn. Vậy thì chứng tỏ là chúng ta sẽ có những cái đoạn văn mà không cần đến những cái heading ở đây. Tức là heading ở đây này sẽ có 4 cái heading nó bị thừa ra. Các bạn lưu ý nhé. Ok, đó là đề bài chúng ta. Và câu hỏi thì đơn giản là các bạn sẽ có một số câu hỏi từ câu 28 đến 34 cần phải điền các số la mã từ 1 đến 12 từng thôi. Ok, đó là một số những thông tin cơ bản về dạng bài matching headings này. Ta đi tiếp nhé. Một phần tiếp theo đó là chính là strategy, là những cái chiến lược để xử lý cái dạng bài matching headings trong đề thi. Ok, và ta sẽ cùng nhau nhìn sang những cái list of headings, danh sách những cái tiêu đề các bạn nhé. Alright, chúng ta ở đây có tận 12 tiêu đề và rất nhiều chữ đúng không nào? Vậy thì làm nào để chúng ta có thể giảm hiểu cái số lượng chữ này đi đến mức nhỏ nhất có thể? Thì đấy là các bạn nên làm công việc là xác định từ khóa. Ví dụ, ta nhìn heading đầu tiên, chúng ta có heading chính là gì? The Golden Age of Tennis, thời kỳ hoàng kim của tennis. Đó. Thì mọi người sẽ chọn từ khóa ở đây thì cô sẽ chọn một từ đó là The Golden Age. Tại sao không phải là tennis? Tại vì cả bài này chúng ta có nhớ tên bài là gì không? Tên bài chính là The Game of Tennis. Nên là nếu mọi người chọn tennis là từ khóa ấy, thì nhất nó sẽ có rất nhiều trong bài đọc. Thứ hai nữa là ngay kể cả trong headings thì cũng có rất nhiều từ khóa đấy rồi. Nên ta nhớ là ta không chọn những cái từ như vậy. Ok, và nhắc bạn luôn một chút về những cái lưu ý ở trong khi mà chúng ta làm keywords. Nhớ là thứ nhất, keywords phải là những từ content words, là những từ mang nội dung. Và chủ yếu keywords chúng ta sẽ dưới dạng là gì? Danh từ noun, động từ verb, tính từ adjective, trạng từ adverb. Ok, thì những cái từ này là những từ mà chúng ta nên chọn làm keywords. Và thứ hai nữa, lưu ý thứ hai trong keyword đó là các bạn nên chọn keyword hoặc là danh từ riêng. Đó, hoặc là những con số, hoặc là những cái loại từ mà khó để được paraphrase. Đó là gì? Chúng ta chốt lại này. Bước số 1, step number 1, các bạn đọc kỹ tiêu đề và gạch chân từ khóa. Đó là bước số 1. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau làm với cả một list of heading như trên màn hình nhé. Ok, câu có từ đầu tiên đã nói nhau. Keywords của heading 1 chính là The Golden Age. Số 2 chúng ta nhìn nhé, Modern Lawn Tennis. Ok, tennis mà sân đất nện hiện đại. Thì ở đây mọi người thể chọn một keyword chính là modern. Alright, next up, number 3, Court Construction Techniques, kỹ thuật xây dựng sân tennis. Bạn thể chọn keyword chính là construction, xây dựng. Next up, number 4, chúng ta có heading như sau, The different names of tennis. Có nghĩa là gì nhỉ? Những cái tên khác nhau của bộ môn tennis. Ok, thì keyword mọi người thể chọn là names. Tương tự chúng ta nhìn sang câu số 5 mọi người nhé. Ok, câu số 5 chúng ta nhìn sau, The real tennis revival. Ok, nghĩa là sự làm sống lại của bộ môn tennis. Ok, revival sẽ là keyword. Next up, number 6,
tournament tennis là những cái giải đấu về tennis thì mọi người chọn một cái từ là tournament. Ok, next up, số 7 chúng ta thể chọn từ war, nghĩa là chiến tranh. Ok, early development. Ok, chúng ta có số 9, other descendant of tennis, những cái hậu duệ của môn tennis thì mọi người chọn từ keyword là descendant. Ok, nhớ à, quá nhớ cái phim gì nhỉ? Descendant of the Sun không? Hậu duệ mặt trời đấy, mọi người nhớ luôn từ này nhá. Ok, next up chúng ta có tennis and the Pope thì đương nhiên danh từ riêng sẽ là Pope. Ok, có nghĩa là đức cha đó. Đó, ok, số 11 chúng ta là tennis equipment thì mọi người chọn keyword là equipment. Và cuối cùng chính là present sẽ là keyword có nghĩa là tù. Ok, thì bước đầu tiên đã xong, đó là xác định từ khóa ở những cái tiêu đề, những cái heading này. Ok, bước số 2 sau khi mọi người làm xong thì mọi người sẽ làm công việc giúp cô, đấy là dùng kỹ thuật skimming and scanning, đọc lướt và đọc quét. Ok, thì chúng ta nhìn kỹ nhé. Giả dụ cho mọi người, mình sẽ có một cái đoạn văn chúng ta cần tìm. Ok, đoạn B như sau. Chúng ta sẽ có 4 cái heading, chính là number 1, the golden age of tennis, number 6, tournament tennis, number 8, early development, number 10, tennis and the Pope, number 11, tennis equipment. Ok, đó. Thì trong 12 cái headings thì cô Kiều Anh đã chọn cho mọi người 5 cái headings dễ nhầm chọn đoạn B này nhất để mọi người chọn, mọi người thử nhé. Ok, rồi đầu tiên thì mọi người dành ra khoảng 1 phút đến 3 phút mình đọc kỹ đoạn văn, đọc quét giúp cô đoạn văn B nhé. Ok, rồi chúng ta pause lại video một chút. Alright, ok, done. Rồi, thì sau khi mọi người đã dừng lại video để đọc đoạn văn thì đã thấy như sau. Một số bạn thấy là chúng ta ở đây đâu đó chúng ta có từ gì đấy nhỉ? Chúng ta có từ the Pope, đúng nào? Ok, thì một số bạn rất là láu cá, bạn đã chọn luôn số 10 là headings cần thiết cho đoạn B. Okay. Tuy nhiên các bạn bình tĩnh nhé. Bài này chúng ta là nhiệm vụ là nối tiêu đề của đoạn văn, ok, với đoạn văn tương ứng. Vậy thì chúng ta phải hiểu nội dung toàn bộ đoạn đã, chứ không phải là chọn từ khóa đâu mọi người nhé. Vậy nên chúng ta sẽ đọc những cái câu nào. Thì lời khuyên cho mọi người là hãy đọc câu số 1, câu số 2 và câu cuối cùng. Vì những câu này thường sẽ là câu chứa nội dung chính của toàn đoạn, hay người ta gọi thông thường đó là topic sentence. Ok, mọi người hãy nhìn vào câu số 1 và câu số 2 đã nhé. Ok, đây, chúng ta cùng đọc với nhau này. The game started to form into something recognizable in the 11th century. It started as handball, played by monks around the cloister of monasteries of Italy and France, much as school children do today in corners of their school playground. Okay, câu này thì có nghĩa là gì nhỉ? Cô đã dịch trước nhé. Cái môn thể thao này hoặc cái trò chơi này bắt đầu hình thành một cách gọi là đáng nhận ra vào thế kỷ thứ 11. Okay. Nó bắt đầu như là môn bóng bằng tay được chơi bởi các nhà sư ở trong những cái tu viện ở Ý và Pháp, tương tự như việc là trẻ con ngày nay chơi ở trong các cái trường học. Đó, okay. Và thêm nữa này, thì chúng ta đọc câu cuối cùng hoặc là câu gần cuối cùng thì cậu thấy một cái thông tin, đó là there are other theories about the origins of the game. Trong đó thì câu cuối cùng chính là giải thích những cái lý thuyết khác về nguồn gốc của trò chơi này. Đó, ok. Vậy thì theo cả nhà đoán, các đoạn văn này còn nói về the golden age. Ok, có phải nói về cái thời kỳ hoàng kim không nhỉ? Có phải không? Maybe, đúng không? Một số bạn đang nghĩ đúng không? Ok, chúng ta cứ loại trừ dần dần nhá. Ok, số 6 chúng ta là tournament. Ok, các giải đấu có mọi người, yes or no? Không hề có đúng nào. Ok, that's good. Ok, giải đi tiếp nhá. Tiếp theo này, số 8 này. Early development, sự phát triển sớm. Ok, mọi người nghĩ sao nhỉ? Maybe, right? Ok, chúng ta sẽ giữ lại câu số 1 và câu số 8, ta phân vân sao nhá. Ok, câu số 10 thì để chỉ cho một số bạn đang vừa nãy có nhầm một chút nhá, thì nhớ là ở đây chỉ liệt kê đến cái tên The Pope rất là ngắn gọn thôi, chỉ điểm xuyết qua thôi, chứ không hề nói ý tổng quan là tennis and the Pope. Ok,
Đó, và ở đây thì một lần nữa mọi người cũng không thấy có đề cập nhiều về tennis equipment, nên chúng ta cũng sẽ loại trừ cái số 11. Ok, vậy câu hỏi cuối cùng cho cả nhà, chúng ta nên chọn số 1 hay là số 8 nhỉ? Ok, ở đây mọi người sẽ chọn số 8 mọi người nhá. Ok, rồi và câu này với câu 28 cho đáp án B, chúng ta sẽ chọn đáp án là number 8, số La Mã này. Và tại sao không phải là the golden age? Câu trả lời như sau, mọi người nhìn nhé. Thì đây chúng ta có cụ thể có cái chữ là gì? Có cái chữ là origins, đúng không? Có nghĩa là nguồn gốc, đúng không nào? Và ở đây thì ngoài cái thuyết của ông Roger này ra, thì chúng ta cũng có phần ở trên trước đó cũng là những cái lý thuyết là nguồn gốc của môn này, chứ không phải là cái thời kỳ hoàng kim. Ok, nên là dù mọi người đọc lướt nhưng mà chúng ta phải để ý những cái từ ngữ ở đây. Thì đó là từ origin sẽ bằng từ early development. Ok, và đây là đáp án cho câu số 28. Ok, rồi chúng ta đi tiếp sang đáp án tiếp theo mọi người nhé. Đáp án tiếp theo chính là đáp án C, và chúng ta sẽ nhìn trên màn hình. Ok, mọi người thử một lần nữa pause đoạn văn lại tầm một khoảng 1 phút đến 3 phút đọc kỹ nhé. Ok, alright. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ hơn vào từng câu, đặc biệt là câu số 1, câu số 2 và câu cuối. Mọi người đã nhìn chút này. Và đây thì cô nhấn mạnh cho mọi người vào câu đầu tiên, chúng ta nhìn và cùng đọc với nhau nhé. The 16th and the 17th centuries were the heyday of tennis. Ok, cái này có nghĩa là gì nhỉ? À, là những cái thế kỷ thứ 16 và 17 là heyday, chúng ta nhớ từ này nhé, nghĩa là thời kỳ hoàng kim của tennis. Ok, và đến đọc ở đây cô nghĩ là chắc các bạn cũng đoán được luôn cái heading dạng văn C đúng không? Ok, chúng ta có chính xác từ heyday. Ok, heyday, alright, là từ hoàng kim, vậy thì nó perfect cho từ nào nhỉ? Ngay cho từ golden age. Alright, và đây chúng ta sẽ đáp án chính là 29, chính là đáp án số 1. Ok, đó, that's that. Ok, và đó là cách mọi người sẽ xử lý nhé. Lưu ý một chút này, đó là mỗi đoạn văn khi mà chúng ta dùng kỹ thuật là skimming and scanning á, nếu các bạn nghĩ rằng là bản thân là người có từ vựng chưa được thực sự nhiều lắm, thì lời khuyên cho các bạn hãy tập trung là chúng ta đọc kỹ các câu, câu 1, câu 2 và câu cuối của mỗi đoạn. Lý do bởi vì là trong tiếng Anh hoặc là trong tiếng Việt thôi thì đa số đoạn văn đều được viết theo hướng diễn dịch câu chủ đề nằm ở đầu tiên, hoặc là quy nạp câu chủ đề nằm ở cuối cùng, hoặc là nếu mà viết theo hướng tổng phân hợp đúng không thì các bạn biết là câu chủ đề nằm ở đầu tiên lẫn cuối cùng luôn. Đó, thì các bạn nên đọc kỹ câu 1, câu 2, câu cuối. Ok, và thêm nữa thì một số đoạn văn thì nó sẽ hơi lạ một chút, nó sẽ không có câu chủ đề, vậy khi đó các bạn làm gì? Các bạn phải đọc hết thôi mọi người nhá. Lúc đấy chúng ta không cách nào khác ngoài việc đọc hết cả, nhưng mọi người phải biết cách đọc lướt để khi mà chúng ta gặp từ mới chúng ta không bị nản nhé. Ok, và sau khi chúng ta đi sang bước số 2 như vậy rồi, vậy thì bước tiếp theo chính là chọn đáp án đúng và check lại thôi, không có gì cả. Ok, rồi vậy thì trước khi bạn đi tiếp thì cô kêu anh muốn nhắc lại về một số những cái notes cần lưu ý cho mọi người trong cái dạng bài là matching headings mọi người nhé. Ok, chúng ta sẽ nhìn lại giúp cô những cái list of headings về dưới này nhé. Thì ở đây mọi người thấy là chúng ta có tận 12 những headings. Một số các bài khác thì ít hơn, có thể là 8, có thể là 7. Nhưng mà nhìn chung là cũng khá là tương đối, đúng không? Vậy thì các bạn phải làm gì? Các bạn cẩn thận là ở đây sẽ có những headings chỉ mang tính là distract, mang tính đánh lừa bạn thôi. Đó, vậy nên là vô cùng quan trọng là các bạn làm một công việc là xác định từ khóa hoặc là những cái phần chính của headings. Ok, đấy là lưu ý đầu tiên. Và lưu ý số 2 chúng ta như sau. Lưu ý số 2 chính là paraphrase và nhấn mạnh cho mọi người. Thông thường các bạn sai ở dạng này, đấy là các bạn không đọc kỹ, vì yêu cầu như sau nhé. Đấy là mọi phần của headings phải thỏa mãn đoạn văn. Ok, cô lấy ví dụ ngay ở trong phần vừa rồi, chúng ta có đang phân vân với nhau về heading số 1, The Golden Age of Tennis. Ok, và heading số 8, Early Development. Ok, thì khi bạn đọc qua đúng không, thì mọi người đồng ý thấy là nó có vẻ giống cái heading số 1 hơn, hoặc thậm chí là số 10, Tennis and the Pope hơn. Nhưng chúng ta phải nói với nhau là gì? Mọi phần của heading vậy thỏa mãn. Đấy, ở đây các bạn đang tìm cái nội dung tổng quát
Vậy thì liệu rằng cái câu bạn đang tìm nó có nằm vị trí chủ chốt, câu số 1, câu 2, câu cuối và có khả năng là câu chủ đề không? Thêm nữa thì giả dụ nếu chúng ta chọn số 1 là The Golden Age thì đoạn văn đó nó có bị nói về thoại thời thì đoạn văn đó có nói về thời kỳ hoàng kim hết hay không hay chỉ nói trong một câu? Đó, thì đó là cái phần các bạn cần lưu ý để viết, để chọn đáp án cho hợp lý nhé. Ok. Và một lưu ý cuối cùng cho cả nhà chính là time management. Ok, thì nhớ đây là mặc dù đây là dạng bài khá là khó trong đề thi, tuy nhiên lời khuyên cho các bạn là các bạn không nên dành thời gian quá nhiều và chúng ta nhớ là dành tối đa 3 phút cho một câu và mọi người bỏ qua nếu mà câu quá khó để có gì chúng ta quay lại làm lại nhé. Ok, rồi và chúng ta sẽ lưu ý về 4 bước xử lý trong dạng bài này mọi người nha. Bước đầu tiên chính là đọc kỹ hướng dẫn của đề bài. Ok, bước số 2, sau khi mọi người đọc kỹ hướng dẫn xong, lưu ý rằng bài này có thể thừa ra một số headings hoặc thừa ra câu hỏi gì đó thì mọi người sẽ đến bước số 2 chính là xác định từ khóa. Và cô Kiều Anh nhấn mạnh một chữ là từ khóa trong dạng này có thể là content words hoặc là những từ mà khó bị paraphrase. Ok, bước số 3 của ta đấy là skimming and scanning, nghĩa là các bạn đọc lướt và đọc quét để xác định thông tin trong đoạn văn. Bước số 4 chắc chắn sẽ là trả lời, answer the question thôi. Ok, rồi và đó là một số những cái phần thông tin ta đi qua. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến mục cuối cùng, đấy là phần practice các bạn nhé. Và phần practice ở đây chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu một bài đọc, chính là bài đọc về the motor car. Ok, ô tô chạy bằng động cơ. Alright, chúng ta sẽ nhìn đề bài một chút nhé. Question 1 to 6. Reading passage number 2 has 8 paragraphs A to H. Which paragraphs concentrate on the following information? Đoạn văn nào dưới đây tập trung vào những thông tin ở phía dưới? Vậy thì chúng ta nhìn một chút là chúng ta có 8 đoạn văn nhưng mà lại chỉ cần viết một chữ cho một câu hỏi thôi, đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có hai đoạn văn không hề có nội dung ở trên đoạn. Mọi người nhá, lưu ý ạ. Ok, bây giờ đã cùng nhau nhìn kỹ qua đoạn văn đầu tiên, đồng thời là cái heading sẽ mọi người nhìn kỹ hơn về những từ khóa các bạn nhé. Câu số 1 này. A comparison of past and present transportation method. So sánh về những cái phương tiện giao thông trong quá khứ và hiện tại. Ở đây lời khuyên cho mọi người là chọn keyword là past and present. Ok, number 2, chúng ta có heading như sau. How driving habits contribute to road problems. Những cái thói quen lái xe đã đóng góp vào vấn đề đi bộ hoặc là đường xá như thế nào? Ok, chúng ta sẽ chọn keyword chính là driving habits. Ok. Rồi, next up chúng ta nhìn sang heading số 3 nhé. The relative merit of cars and public transport. Những cái lợi ích tương đối của ô tô và những cái phương tiện cá nhân. Ở đây các bạn nên chọn từ khóa chính là merit và đồng thời là cars and public transport. Alright. Next up, câu số 4 chúng ta như sau. The writer on predictions of future solutions. Những cái dự báo của chính tác giả về những giải pháp trong tương lai. Lời khuyên cho bạn, keyword chính là future solutions. Tương tự câu số 5 của ta. The increasing use of motor vehicles. Những cái việc sử dụng ngày càng gia tăng của những cái phương tiện chạy bằng mô tô. Ok, câu số 6 này. The impact of the car on city development. Những cái tác động của ô tô lên sự phát triển của thành phố. Để các bạn lưu ý nhé. Vì tiếp theo, các bạn nên đọc để ta nhìn sang đoạn văn, đúng không nào? Ta sẽ đọc kỹ câu nào nhỉ? Câu 1, câu 2 và câu cuối các bạn nhé. Ta đọc câu 1 trước với nhau này. There are now over 700 million motor vehicles in the world, and the numbers is rising by more than 40 million each year. Okay. Bây giờ đã có hơn 700 triệu những cái động cơ, những cái xe chạy bằng động cơ trên thế giới, và con số này thì đang gia tăng hơn 40 triệu mỗi năm. Ok, rồi, vậy thì với các đoạn văn này thì chúng ta thấy rằng đoạn văn này nói về chủ đề là gì mà các bạn nhỉ? Motor vehicles là một. Và thêm nữa chúng ta có phần nội dung chính chính là the number is rising.
Vậy thì các bạn thể đoán được. Ta nhìn nhá, nó phải là so sánh giữa past and present không nhỉ? Yes or no? No. Right, okay. Chính xác, ta đi tiếp này. Alright, chúng ta có đề cập đến cái road problems trong đây không các bạn? Yes or no? No, right? Okay. And next up, number 3. The merit, lợi ích. Đoạn văn này có nói về lợi ích không nhỉ? Not really, đúng không? Mọi người thậm chí có thể thấy là environmental pollution này, traffic congestion này, safety vân vân, đúng không? Nó không hẳn đề cập đến merit. Để đi tiếp nhé. Number 4. Okay, future solution và prediction có phải không? No. Alright, các bạn thấy là chúng ta nhìn luôn này. Okay, câu số 5 nhé. The increasing use. Yes or no? Yes, right? Okay, chúng ta có từ là the number is rising. Okay, con số này đang gia tăng. Và có, đúng nào. Okay, rồi chúng ta có từ rising bằng từ increase. Đúng không? Và các bạn thấy là từ use thì đương nhiên là người ta mua ô tô để người ta dùng. Đúng không? Vậy nên là đáp án cho đáp án A chính là câu số mấy các bạn nhỉ? Là câu số 5. Đúng nào. Okay, và đây chính là đáp án chính xác của đáp án A. Okay, rồi chúng ta cùng nhau đi tiếp sang đoạn văn B các bạn nhé. Ở đoạn B này chúng ta sẽ nhìn giúp cô vào câu 1, câu 2 và câu cuối nhé. Chúng ta đọc thử xem. Các bạn thử pause lại video và đọc giúp mình xem là đoạn văn này có thông tin hay không nhé. Rồi, sau khi các bạn đã dừng lại video rồi thì các bạn có nhận ra là chúng ta có câu chủ đề ở đây không? Có không nhỉ? Đây, cô sẽ đi cùng các bạn nhé. Câu B này. Trong khi những cái khí thải từ ô tô mới thì ít nguy hại hơn là hồi xưa, thì những cái đường phố và đường chính ngày nay đang trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, đặc biệt là với xe tải cũ này, xe buýt, xe taxi. Đó, cái mà thải ra một lượng khí thải cực kỳ lớn về khói bụi cũng như là cái chất xả thải từ ống xả. Đó, cái sự tích tụ của sự tập trung của phương tiện này đã khiến chất lượng không khí trở nên khó chịu và nguy hiểm. Đó. Ơi, chúng ta sẽ nhìn câu số 1 các bạn nhé. Ở đoạn B mà cô vừa dịch thì đó có phải là một cái sự so sánh giữa quá khứ và hiện tại không nhỉ? Có hay không? Có, đúng là chúng ta ngay thấy ở câu đầu tiên có một câu là ít nguy hại hơn chúng đã từng. Nhưng mà cô có muốn lấy khuyên cho mọi người là gì nhỉ? Mọi phần của headings phải thỏa mãn, đúng nào? Vậy thì mọi người thấy là ở đây là có phải là so sánh các loại hình phương tiện, cô nhấn mạnh chữ loại hình phương tiện nhé, trong quá khứ và hiện tại không? Hay chỉ đơn giản là so sánh cái mức độ độc hại quá khứ và hiện tại nhỉ? Đó, đúng nào, các bạn thấy nghĩ, các bạn nghĩ kỹ mà xem. Ở đây người ta chỉ đang so sánh cái mức độ emissions thôi. Nên là câu số 1 sẽ không phải đáp án nhé. Ok, tương tự sang câu số 2 bạn lại không thấy có từ habit, hay là câu số 3 cũng không hề nói đến từ merit, lợi ích ở đâu cả, đúng không? Đương nhiên là câu số 4 cũng không có. Câu số 6 chúng ta sẽ xem nhé. Tác động của ô tô lên sự phát triển của thành phố. Đó, có phải không? Một số bạn là chọn đáp án câu B, câu 6 luôn. Đó, tuy nhiên chúng ta nhìn kỹ một chút nữa nhé. Ok, phát triển của thành phố là như thế nào? Ví dụ là xây thêm đường xá này, hoặc là xây thêm nhà cao tầng này. Đó, hoặc là nó tác động trên cái chính sách mà quy hoạch đô thị của chính phủ ạ, thì mới là tác động ô tô. Ở đây chúng ta chỉ nói với nhau là những cái tác động về mặt gọi là sao? Emission của nó thôi. Đúng không? Vậy nên nếu các bạn chúng ta thực sự là critical về những cái keyword này, chúng ta nghĩ kỹ, thì nhắc các bạn luôn nha. Đó là đáp án B, không phải có thông tin. Ok, không hề có thông tin trong đoạn văn B luôn. Và vì chúng ta nói với nhau là sao nhỉ? Chúng ta có tận 8 đoạn văn mà chỉ có 6 câu hỏi thôi, nên chắc chắn là 2 đoạn văn sẽ không có headings. Và đây là một trong 2 đoạn văn xấu số đó. Các bạn nhé, các bạn lưu ý. Các bạn tương tự, chúng ta đi sang câu C. Câu C chúng ta như sau nhé. Đấy, cô có câu C này. Ok, until 100 years ago. Ok, đó các bạn đọc đi nha. Rồi, và gợi thêm một chút nữa nhé. Đây, và cô có gợi ý như này. Alright. Vậy các bạn nhìn thấy là một phần đầu tiên ta nói rằng là 100 năm trước thì người ta đi bằng gì nhỉ? Người ta đi bằng horse, người ta đi bằng xe ngựa, đúng không? Tuy nhiên, today, ngày nay thì người ta đi bằng đường bộ, đúng nào? Vậy thì các bạn nghĩ sao? Đó, cái có nghĩa là khá là dễ.
Okay, headings là loại văn nào nhỉ? Okay, câu số... Yes, okay, the answer is question number one. Okay, rồi, vậy thì chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn để xem là đúng không nhé. Đoạn 1 này, so sánh những cái phương tiện giao thông vận tải trong quá khứ và hiện tại. Nào, trong quá khứ thì người ta cũng vừa nói là đi bằng xe ngựa này. Hiện tại thì người ta đi bằng đường bộ. Và cụ thể là đi bằng phương tiện nào thì người ta cũng không có mention. Nhưng mình biết là người ta không đi bằng xe ngựa nữa. Đúng không? Đây, ngay câu dòng sau. Đó. Ok, và đó là đáp án chính xác cho đáp án C. Ok, ta sẽ cùng nhau đi tiếp sang đáp án D mọi người nhé. Rồi, alright, và ở đây thì cô muốn nhấn mạnh vào những cái phần thông tin như sau. Tại vì lưu ý cho bạn là đoạn này thì không có câu chủ đề đâu nha. Đây thì các bạn sẽ nhìn giúp cô và đọc giúp cô những cái phần thông tin mà cô đang gạch chân trên đây. Xem ta có chọn đúng đáp án không nhá. Rồi, và cô sẽ dịch cho các bạn để các bạn hiểu hơn về những cái phần mà cô mới gạch chân nhá. Rồi, câu số 2 thì ta có nghĩa như sau. Sự thích nghi đối với cả những ô tô chạy bằng động cơ thì có nghĩa là chính phủ phải thêm vào những cái con đường vòng xuyến này, hệ thống đường một chiều này và những cái chỗ đỗ xe ô tô. Ok, thêm nữa này, nhiều vùng đất thì đang được sử dụng để dành để sử dụng cho ô tô này hơn là sử dụng cho nhà ở này, và tất cả những cái đó thì người ta có mention đó là social effect. Và cuối cùng thì lại mention thêm những cái social effect, ví dụ là làm con người ta xa lạ với nhau hơn đấy, vân vân. Vậy theo các bạn, tất cả những cái việc này nó nói về habits có phải không nhỉ? Như sao nữa? Chắc chắn là không, đúng không? Không phải là thói quen lái xe được, mà chắc chắn nói về cái tác động. Và khi chúng ta nhìn qua tất cả những heading thì mọi người thấy có từ nào là từ tác động không nhỉ? Nó có từ impact, đúng không? Ok, và đây chính là heading chính xác là D. The impact of the car on city development. Okay, tất cả những cái impact liên quan đến social effect này, liên quan đến việc là infrastructure, những cái xây dựng cơ sở hạ tầng ở trên đây nữa, đúng không nào? Ok, chúng ta sẽ đi tiếp sang bài tiếp theo nhé. Hoặc hãy nhớ rằng là trong những đoạn bài tiếp theo chúng ta còn đoạn văn không có heading đây nha. Rồi, chúng ta sẽ nhìn nhé. Rồi, đoạn bài tiếp theo cũng là đoạn văn mà không hề có câu chủ đề. Các bạn phải đọc kỹ, nên là lời khuyên là sẽ đọc kỹ giúp cô những cái phần mà cô đang gạch chân trên màn hình, xem các bạn có làm đúng không nhá. Đó, các bạn nhìn kỹ này. Ok, ta sẽ làm cùng nhau đoạn văn này. Các bạn nhìn cẩn thận. Và câu đầu tiên màu đỏ ta sẽ dịch như sau. Car transport is 7 times as costly as rail travel in terms of the external social cost. Vận chuyển bằng ô tô thì đắt gấp 7 lần vận chuyển bằng đường ray. Về những cái chi phí xã hội bên ngoài. Đợi chúng ta nhìn tiếp nhé. Ok, yet cars easily surpass trains or buses as a flexible and convenient mode of personal transport. Tuy nhiên thì ô tô lại nói về là nó sao nhỉ? Nó đã dễ dàng vượt qua xe tải, tàu hỏa và xe buýt như là một cái phương tiện linh hoạt và tiện lợi để đi lại cho cá nhân. Đó, vậy theo mọi người, đoạn này có nói về những cái giải pháp trong tương lai không nhỉ? Không phải, đúng không? Ok, có nói về những cái thói quen lái xe không nhỉ? Yes or no? No, ok. Vậy thử nghĩ cô nhé. Có nói về lợi ích của ô tô không? Có đúng không nào? Hay chúng ta có một cái thông tin đó là flexible and convenient, đúng không? Ok, tuy nhiên này, câu hỏi tiếp theo này, lợi ích của public transport, các bạn nghĩ sao? Có không ta? Alright, car thì đắt gấp 7 lần rail, đúng nào? Ok, rồi. Và các bạn thấy một điều rằng là rail, đúng không? Rail là phương tiện cá nhân hay là phương tiện công cộng các bạn nhỉ? Phương tiện công cộng, đúng không? Đó. Nên là ở đây thì mặc dù mọi người hiểu đó là bất lợi của ô tô, nhưng bất lợi của ô tô đồng thời cũng là lợi ích của rail travel luôn. Đó, đồng thời cũng là chúng ta gọi là merit of public transport luôn. Đó, nên câu này khá là lừa mọi người. Câu này heading là heading E các bạn nhé. Đó. Ok, và chúng ta cùng nhau đi sang đoạn văn gần cuối rồi, đoạn F, chúng ta nhìn nhé. Alright, và một lần nữa chúng ta sẽ thấy ở đây câu chủ đề nó không nằm ở câu 1 đâu,
mà nó sẽ nằm câu số 2. Các bạn sẽ nhìn nhé. Tại sao là câu số 2 thì cô sẽ giải thích luôn. Tại vì là câu số 1 cho đoạn F này chỉ là câu để kết nối với đoạn E đằng trước mà thôi. Mà câu số 2 bắt đầu là câu chủ đề. Đó, sẽ đọc kỹ cô nhé. Câu này có nghĩa là gì? Nhưng mà tiêu thụ nhiên liệu và thải khí thải thì phụ thuộc vào cái ô tô nào được yêu thích với khách hàng và cái việc là chúng những cái ô tô đó được lái như thế nào. Đó. Vậy thì các bạn nhìn này. Đó là tất cả những cái việc là which cars are preferred by customers. Nó gọi là gì nhỉ? Trong cái heading còn lại thì nó chính là driving habits. Ok. Vậy thì chúng ta phải xem là những cái road problems trong đây có hay không. Ok, thì nó sẽ nhìn nhé. Mọi người thấy những từ như sau này. Mọi người thấy những từ như là fuel consumption and exhaust emission này. Hoặc thậm chí là đây chúng ta có câu tiếp theo này. Đó, daily purposes, waste fuel. Ok, hoặc là vân vân. Đó, ở phía dưới này thì chúng ta có những cái vấn đề trên đường xá. Ví dụ như là đây chúng ta có từ là gì? Phí phạm nhiên liệu này. Đó, hoặc là tiêu thụ nhiên liệu này. Đó, vân vân. Đó, thì đấy là những cái vấn đề trên đường xá đúng không? Vậy thì một lần nữa các bạn có thể đoán được không? Heading là gì nhỉ? Heading chính là heading F. Ok, đúng không? Chúng ta có driving habit, thói quen lái xe. Đó, ok, và chúng ta sẽ đi đến đoạn văn gần cuối cùng, đoạn G, để các bạn làm xem như thế nào nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ tự làm đoạn văn này. Đó, chốt được câu đáp án nha. Nhớ là chúng ta sẽ chỉ còn G và H nữa thôi. Vậy thì chắc chắn là một trong hai đoạn văn sẽ là đoạn văn mà không có chứa heading. Vậy các bạn đọc đi. Nếu bạn đọc xong mà giả dụ là G mà không có đáp án thì chắc chắn câu số 4 đáp án sẽ là H và ngược lại. Đúng nào? Ok, rồi. Và các bạn có thể là dừng video khoảng 1 đến 3 phút đọc kỹ đáp án cuối cùng rồi nhé. Ok, you're done. Ok, rồi vậy thì các bạn chốt được câu đáp án của câu số 4 là gì nhỉ? Là G hay là đoạn văn còn lại là văn H? Yes, ok. Rồi, một số bạn đã có đáp án chính xác. Chúng ta đáp án G này, mọi người đọc kỹ. Mọi người thấy rằng là không hề có thông tin dự báo ở đây của tác giả. Và vì vậy nên ta không cần đoán là H. Chúng ta biết luôn đáp án chính là số 4. Ok, vậy chúng ta sẽ chốt lại một chút về cách làm dạng bài matching headings một lần nữa các bạn nhé. Ok, rồi vậy bước đầu tiên hãy nhớ cho cô là ở đây thì chúng ta phải đọc kỹ đề bài. Tại vì chắc chắn là đâu đó một số đề bài sẽ yêu cầu là sẽ phải có heading bị thừa ra. Số 2 nữa là nhớ làm keywords ở trong phần heading. Số 3 là chúng ta sẽ skim and scan để tìm thông tin một cách rõ ràng. Và cuối cùng là chúng ta trả lời thôi. Okay, and that's it, guys. All right, thank you. And I guess I'm going to see you in the next videos from IELTS Fire. Thank you, and bye bye. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.